Trong tháng 6 này mọi người ơi, tại khu thị Waterboy, căn biệt thự trị giá 9,4 tỷ sau chiết khấu giảm giá chỉ còn là 7 tỷ 765 triệu. Một con số không tưởng luôn mọi người ơi, một con số chiết khấu cực kỳ khủng luôn. Thì nếu như mọi người thanh toán ngay, nhận nhà luôn thì căn biệt thự phía sau lưng bạn đây á, chiết khấu lên đến là 15% kèm với lại là chiết khấu thêm 1% cho khách hàng đã từng mua và sở hữu một căn nhà của Nam Long nha mọi người. Bất kỳ dự án nào mà đã từng mua và sở hữu và đã chuyển nhượng lại đi nữa cũng được tính là được chiết khấu thêm 1%. Và kèm với đó là trong tháng 6 này mừng các chuỗi sự kiện lớn như là các trường học Immersive Plus, trường quốc tế sắp khai giảng nè, Sang Hà Food, cửa hàng tiện lợi Sang Hà Food và phòng khám đa khoa Waterboy chuẩn bị khai trương, thì chiết khấu thêm cho mình với những căn dưới 20 tỷ là chiết khấu 150 triệu nữa. Nên thành ra căn này đang có mức giá là 9 tỷ 4, nhưng mà sau chiết khấu chỉ còn là 7 tỷ 765 triệu mọi người. Một con số phải nói là khủng khiếp và một chiết khấu rất là lớn từ trước đến nay tại khu thị Waterboy nha mọi người. Đây chính là một cái căn biệt thự mình sẽ giới thiệu cho mọi người. Thì căn này có diện tích là 225 m2 đất và diện tích xây dựng là 211 m2. Thì căn này thiết kế là một trệt một lầu và bàn giao hoàn thiện bên ngoài và thô bên trong. Căn nhà đã hiện hữu nha mọi người, đã xây xong hiện hữu. Và trong khu vực này, trong khu compound The Aqua này sẽ là khu compound biệt lập hoàn toàn nha mọi người. Người ngoài sẽ không có ra vô được đâu. Nên là rất là an ninh. Trong thời điểm này anh chị có về đây có thể là làm thất và về ở ngay được luôn với một cái chiết khấu cực kỳ khủng nha mọi người. Rồi bây giờ hãy cùng Mạnh đi vô bên trong xem cái thiết kế của căn biệt thự này thì có cái gì nhé. Xin mời mọi người. Và đây chính là khu vực cửa chính của căn biệt thự của mình nha mọi người. Thì cái cửa chính này là một cửa thép và được dán giả gỗ nha mọi người, là cửa hai cánh, một cửa lớn và một cánh lớn và một cánh nhỏ. Và đây, đi vô bên trong này, mình sẽ đi một vòng cho mọi người xem cái thiết kế bên trong của từng trệt này nha mọi người ơi. Thì đây mình đi một vòng ha. Thì nằm ngay bên cạnh của cánh cửa chính thì sẽ có một cái khu vực cửa lùa. Thì khu vực này theo chủ đầu tư thiết kế sẽ là khu vực phòng khách nha mọi người. Thì đây một cái cửa lùa để ra sân vườn phía trước và có một cái đoạn cửa lùa nằm bên hông này để mình ra sân vườn phía sau. Và phía đoạn này theo chủ đầu tư thiết kế đây chính là khu vực phòng bếp và có một cái cánh cửa mở để mình đi ra ngoài sân vườn phía sau tiếp. Và bây giờ hãy cùng Mạnh đi lên trên xem cái thiết kế bên trên cũng như là xem cái tầm view này nha. Thì cái căn biệt thự này nó nằm ngay trong cái đoạn cuối của khu The Aqua 2 nha mọi người. Nó nằm ngay một đoạn của căn này là căn D3009 và căn này có nằm cái vị trí là gần ngay cái trục đường và gần cái cổng ra vô, cái cổng thứ hai của khu The Aqua. Thì cái trục đường 22m này thì phía sau lưng nhà của mình á sẽ kết nối ra cái khu vực trường học nhà nước nha mọi người. Thì ngay phía sau lưng nhà của mình đi khoảng một đoạn thôi là đến quỹ đất cho trường cấp 1, cấp 2, cấp 3 trường nhà nước nha mọi người. Khu vực ngay phía sau lưng nhà mình thôi và gần ngay cổng ra vô, mình di chuyển một đoạn thôi là tới được những cái tiện ích như vậy đó. Và mình đi ra kết nối ra bên phía công viên trung tâm cũng khá gần. Thì bây giờ hãy cùng Mạnh đi ra xem cái chiếc view. Đây, hãy cùng Mạnh đi ra xem view của căn này nha. Đây là cái view ban công mà nhìn thẳng trực diện ở trước nhà nha mọi người. Mọi người có thể lia ra bên phía ban công ha. Cái phía ban công đó mọi người, ở trước nhà mình. Căn này là gần như là căn cuối của dãy rồi nên thành ra là cái khoảng ở giữa, cái khoảng mà ngay trước nhà mình rất là rộng luôn nha mọi người. Rất là rộng, chỗ này mình có thể tha hồ mà quay đầu xe cũng như là đậu xe ô tô nha mọi người. Một cái khoảng không phải nói là rất là rộng. Và mình nhìn xéo xéo bên kia, mình nhìn qua phía bên kia mọi người thì sẽ có một cái đoạn kênh đào. Có một cái đoạn kênh đào nha mọi người. Nên thành ra là rất thông thoáng. Còn phía bên này mọi người, cái phía bên này mình nhìn thẳng ra đến cuối đường chính là sông Vàm Cỏ nha mọi người. Khoảng cách không quá xa nha mọi người, cách đâu đó là khoảng 100 mét thôi là tới được bờ sông Vàm Cỏ Đông rồi. Đó mọi người, phải nói là rất rất là thoáng cái khu vực ở căn này. Thì hiện tại căn này đã có mức giá tốt nhất của chủ đầu tư Nam Long được mở bán trong tháng 6 này nha mọi người. Thì nếu như mọi người quan tâm hãy liên hệ ngay với Mạnh nha để còn hàng nha mọi người. Tại vì số lượng mà những căn như vậy thì chỉ có đúng một căn thôi và có mức giá là sau chiết khấu chỉ còn là dưới 8 tỷ, dưới 8 tỷ nha mọi người. Một con số phải nói là rất là thấp. Tại vì những căn mà những khách hàng khác trước đây mua là giá đâu đó là cũng đã là
10 tỷ, hơn 10 tỷ nha mọi người. Nhưng mà hiện tại trong thời điểm này, trong tháng 6 này, căn này có chiết khấu phải nói là cực kỳ khủng, với mức giá cực kỳ tốt luôn. Thì ngay đây, ngay bên cạnh này cũng sẽ có thêm một cái ban công nữa. Thì cái ban công này chỉ là một cái ban công nho nhỏ, cũng hướng về phía trước nhà của mình luôn ha. Còn phía sau này, phía sau này nha mọi người, phía sau này thì mình cũng sẽ có một cái chiếc ban công nhỏ nhỏ phía sau này nữa. Thì để mình ra ngoài cho mọi người xem cái chiếc view của trục đường 22m phía sau nhà. Đây đó, mọi người thể lia ra thì phía sau nhà của mình là cái trục đường 22m nha. Và liền kề sau này là những cái dãy phía sau này sẽ là xây một dãy trường học từ cấp 1 cho tới cấp 3, trường nhà nước nha mọi người. Và mọi người có thể thấy đó, ngay phía sau lưng đoạn nhà mình sẽ có một cái khoảng trống rất là lớn, không có xây nhà. Thì cái khoảng trống này thì theo chủ đầu tư nó quy hoạch là làm một cái khu vực sinh hoạt chung. Thì bạn chưa biết là nó sẽ quy hoạch như thế nào, nhưng bạn thấy cái quỹ đất cũng khá là lớn, trải dài ngay cái đoạn phía sau lưng nhà mình luôn, nó sẽ không có nhà ha. Nên thành ra là nhà mình phía sau này hiện tại đang còn thoáng, và sau này sẽ làm quy hoạch một khu sinh hoạt chung. Thì bạn chưa biết nó quy hoạch nó như thế nào thì chưa rõ nha mọi người. Rồi bây giờ hãy cùng bạn đi qua xem các căn lân cận luôn. Tại vì nguyên một cụm chỗ này chỉ có 4 căn và đang vẫn còn hàng chủ đầu tư, và đang có mức giá chuyển nhượng lại là mỗi căn sẽ khác nhau. Thì căn này là căn D3009, thì có diện tích đất là 225m2 và đang có mức giá mà chủ đầu tư đang chào bán là 9,4 tỷ, nhưng mà sau chiết khấu thì chỉ còn là dưới 8 tỷ thôi. Còn căn kế bên thì bạn sẽ giới thiệu luôn cho mọi người, đó chính là căn D3010. Thì căn D3010 này cái diện tích nó sẽ lớn hơn nha mọi người. Căn D3010 này diện tích sẽ là 275m2. Đây, căn bên cạnh thì căn này nó sẽ thiết kế y chang, cái mẫu nhà là thiết kế y chang với lại căn vừa rồi là căn D3009 luôn. Và căn bên cạnh này thì là có diện tích lớn hơn, 275m2, mọi người có thể thấy ha. Thì cái khoảng này là ngay cái khoảng gấp khúc của ngay cái đoạn mà cuối cùng á mọi người, nên thành ra là cái sân của mình nó rộng hơn là 50m. Mình có thêm là hơn 50m sân nha mọi người. 50m sân là bạn theo bạn thấy thì chắc cỡ ngang 5 dài 10 á. Thì cái đoạn này còn có thiết kế bên trong nhà thì sẽ là y chang với lại căn D3009 lúc nãy, mà căn này là đang có mức giá là 11,5 tỷ, nhưng mà sau chiết khấu chỉ còn 9,5 tỷ nha mọi người. Căn này nếu như mọi người có thích cái mẫu thiết kế này và thích cái vị trí này nhưng mà cần cái khoảng không gian sân rộng hơn thì căn D3010 này là một cái lựa chọn cho những anh chị thích cần khoảng sân lớn hơn. Ngoài hai căn diện tích là nhỏ 225 với lại 275m2 á, thì ngay trong đoạn này luôn có hai căn góc nha mọi người, có hai căn góc cuối đường này nè. Một căn, hai căn đều là có diện tích là 540m2 và diện tích sàn xây dựng là 377m2. Đây mọi người, hai căn phải nói là diện tích phải là nó rất là lớn, cực kỳ khổng lồ đây luôn. Thì căn này là căn D3008 nha mọi người. Căn này đang có giá là 19 tỷ cho căn này nha mọi người. Nhưng mà sau chiết khấu thì đâu đó còn chỉ còn là 15,8 tỷ thôi. Sau chiết khấu chỉ còn 15,8 tỷ nha mọi người. Đây, căn này có diện tích là 540m2 và diện tích sàn xây dựng là 377m2. Thì căn này nó sẽ giống y chang như căn bên cạnh luôn. Căn này là D3007 và căn này đang có mức giá là 25 tỷ nha mọi người. Sau chiết khấu sẽ còn là 20,7 tỷ. Một con số chênh với lại căn kế bên là cũng gần 5 tỷ nha mọi người. Căn này với lại căn kế bên chênh nhau gần 5 tỷ. Và tại sao nó lại có mức chênh như vậy? Rồi hãy cùng Mạnh đi vô đây xem ha. Căn này với lại căn kế bên, căn D3007 và căn D3008 là nó sẽ cùng diện tích nha mọi người. Cùng diện tích, cùng hầu như là gần như là giống thiết kế luôn. Nhưng mà tại sao cái căn D3007 này thì lại có mức giá chênh với lại căn bên cạnh lên tới là gần 5 tỷ? Thì đây nè mọi người, đây là cái lý do nè. Hãy cùng Mạnh đi ra đây ha. Thì đây là cái đoạn sau nhà nè mọi người, đoạn sân sau nè. Thì mình đi ra đây chính là cái đoạn kênh đào nội khu của khu đờ ở qua ha. Rồi hãy cùng Mạnh xuống đây. Đây là cái đoạn kênh đào phía sau nhà nè mọi người. Thì ngay tại phía sau nhà của căn biệt thự ven kênh này á mọi người,
Đây, có một khoảng kênh đào rất là lớn tại đây ha. Và cái đoạn kênh đào này làm cho mức giá của căn biệt thự D3007 chênh với lại căn D3008 lên tới gần 5 tỷ. Và ngay với đoạn kênh đào này được chủ đầu tư thiết kế ngay khu vực này có một cái được chủ đầu tư ốp những đây là những tấm bê tông giả gạch nha mọi người. Và có một cái không gian như vậy kèm với lại một cái cầu bắc qua cái kênh đào phải nói là rất là đẹp luôn. Đây. Phía sau lưng nhà của căn D3007 sẽ có một không gian như vậy nè mọi người. Và nước rất là trong nha, nước rất là trong, không biết là trên video mọi người có thấy được nước trong tại khu vực này hay không. Nhưng mà hiện tại là đang nước đang rất là trong nha. Rồi, bây giờ hãy cùng Mạnh đi lên trên xem thiết kế của căn D3007 với mức giá 25 tỷ. Và sau chiết khấu thì chỉ còn là 20,7 tỷ. Hãy cùng Mạnh đi vô đây xem nha. Cái khoảng phía sân sau nè mọi người, cái sân sau của căn biệt thự này á, sân sau mà nhìn về phía kênh đào á, phải nói là rất là rộng luôn á, có thể là làm một cái hồ bơi riêng được nha mọi người ơi. Wow. Đi vô trong nhà mới thấy rộng mọi người ơi. Diện tích sàn xây dựng của căn này là 377 m2 nha mọi người. 377 m2. Rất là rộng, rất là rộng. Có hai cái cửa lùa để mình đi ra phía kênh đào ha. Còn cái cổng chính là cái cửa chính mình đi vô đường này nè mọi người. Đây, đây là cái cửa chính để mình đi ra. Đây, mình đi ra đây chính là khu vực đậu xe ô tô. Khu vực đậu xe ô tô ngay đây có mái che ha. Và mọi người nhìn thấy đó, phía bên này chính là cái đoạn cuối của con đường rồi đó mọi người. Cái đoạn cuối đường nè, cái đoạn lúc nãy mình giới thiệu hai căn đầu tiên đó. Thì bây giờ hãy cùng mình đi vô trong xem lên trên lầu xem thử cái thiết kế ban công ở trên lầu sẽ như thế nào nha. Nguyên một cụm chỗ này nha mọi người, nguyên một cụm khu đỡ qua hai mã căn của những căn này là dãy D30. Thì dãy D30 hiện tại hàng chủ đầu tư chỉ còn 4 căn thôi, đó là chính là D30 07 08 09 và 010. Và hiện tại căn 07 này đang có mức giá cao nhất là 25 tỷ. Ồ, cái ban công nó rộng. Ban công phải nói là khổng lồ luôn mọi người. Đây. Ban công mình nhìn qua bên kia ha, đó chính là bờ kênh đào. Và bên đối diện mọi người, đối diện có một căn đang làm nội thất và chuẩn bị về ở đó. Thì đang làm nội thất đó mọi người. Còn trên cái dãy này luôn, trên cái dãy cùng cái dãy với lại căn D3007 này cũng có một căn đang làm nội thất nha. Bên này cũng có ban công về phía kênh đào. Thì nói chung á, là cái mặt kênh đào á, là gần như là ngang một cái là có tất cả đều có ban công hết luôn á. Nó chỉ khác là nó làm cái góc, làm cái góc khúc ở đây thôi, làm tách biệt ra làm hai cái ban công riêng. Nhưng mà thực tế á, là nguyên một dãy đều là toàn là ban công hết. Và có thêm một cái ban công phía trước nhà nữa. Đây, thêm một cái ban công phía trước nhà nữa nha mọi người. Rồi, thì đến đây thì mình cũng xin phép được kết thúc video nha. Thì nếu như mọi người thấy thích cái dãy D30 này, đặc biệt là có một căn D3009 có mức giá phải nói là cực kỳ tốt, sau chiết khấu chỉ còn đâu đó là 7 tỷ 765 triệu, thì hãy liên hệ với Mạnh ngay nha. Mạnh là sale Nam Long, thuộc sàn Nam Long, trực thuộc chủ đầu tư Nam Long, và sẽ hỗ trợ mọi người tham quan thực tế dự án cũng như là hỗ trợ tất cả các khoản thông tin về chiết khấu để mọi người nắm nha. Thì mọi người có thông tin, có quan tâm đến căn này thì hãy liên hệ ngay với Mạnh để biết thêm chi tiết nha. Chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo.